Môn chữ khư vì vào các pháp ư không thể có được. Môn chữ xoa vì vào các pháp tận diệt không thể có được. Môn chữ sĩ vì vào các pháp có không thể có được. Môn chữ nhã vì vào các pháp trí không thể có được. Môn chữ tha vì vào các pháp chữ tha không thể có được. Môn chữ bà vì vào các pháp phá hoại không thể có được. Môn chữ xa vì vào các pháp dục không thể có được. Vì năm uẩn như bóng cũng không thể có được. Môn chữ ma vì vào các pháp chữ ma không thể có được. Môn chữ hòa vì vào các pháp kêu không thể có được. Môn chữ ta vì vào các pháp chữ ta không thể có được. Môn chữ già vì vào các pháp hậu không thể có được. Môn chữ thá vì vào các pháp xứ sở không thể có được. Môn chữ noa vì vào các pháp không đến không đi không đứng không ngồi không nằm. Môn chữ phà vì vào các pháp biên không thể có được. Môn chữ ca vì vào các pháp tụ không thể có được. Môn chữ ta vì vào các pháp chữ tình không thể có được. Môn chữ giá vì vào các pháp hành không thể có được. Môn chữ trá vì vào các pháp khu xử không thể có được. Môn chữ đồ vì vào chỗ biên tế cùng cực các pháp không quấy không sinh. Quá chữ đồ không còn có chữ để có thể nói. Vì sao? Vì không còn chữ, các chữ vô ngại, vô danh, cũng không diệt, cũng không thể nói, không thể trì bày, không thể thấy, không thể chép. Tu Bồ Đề nên biết các pháp như hư không. Tu Bồ Đề ấy gọi là Môn Đà La Ni, đó là nghĩa chữ A. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát với các tự môn ấy, ấn các ấn chữ A, hoặc nghe, hoặc lãnh thọ, hoặc tụng, hoặc đọc, hoặc trì, hoặc vì người khác nói, biết như vậy sẽ được 20 công đức. Những gì là 20? Được biết, nhớ, mạnh, được tam quý, được tâm kiên cố, được chỉ thú của kinh, được trí tuệ, được vui nói vô ngại, dễ được các môn đà la ni khác, được tâm không nghi hối, được nghe lành, không mừng, nghe ác, không giận, được không cao, không hạ, trụ tâm không thêm bớt, được khôn khéo biết ngôn ngữ của chúng sinh, được khéo phân biệt năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, bốn duyên bốn đế, được khéo phân biệt các căn lợi độn của chúng sinh, được khéo biết tâm người khác, được khéo phân biệt thời tiết ngày tháng năm, được khéo phân biệt thiên nhĩ thông, được khéo phân biệt túc mạng thông, được khéo phân biệt sinh tử thông, được khéo nói phải đạo lý chẳng phải đạo lý, được khéo biết thân oai nghi qua lại ngồi dậy vân vân. Tu Bồ Đề các môn đà la ni môn chữ a ấy vân vân ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Luận tự đẳng ngữ đẳng là đà la ni đối với các chữ bình đẳng không có yêu ghét. Lại các chữ ấy khi nhân duyên chưa hội họp cũng không có, hiện tại cũng không có, chỉ ở trong tâm ta tôi, tâm giác quán ước tưởng phân biệt nói ra, ấy là tâm tán loạn nói không thấy sự thật. Như trước bị gió làm lay động, thầy trông không thấy gì. Chữ đẳng là cùng với rốt ráo, niết bàn đồng đẳng. Bồ Tát dùng Đà La Ni ấy đối với hết thảy pháp thông đạt vô ngại, ấy gọi là tự đẳng ngữ đẳng. Hỏi: Nếu lược nói thầy có 500 môn Đà La Ni, nếu nói rộng thầy có vô lượng môn Đà La Ni, sao lại nói tự đẳng Đà La Ni là cửa ban đầu của các môn Đà La Ni? Đáp: Chưa nói một đại, thời biên các đại khác đều nói. Đây là cửa ban đầu của các Đà La Ni. Nói cửa ban đầu, thời các cửa khác cũng nói. Lại nữa, các pháp Đà La Ni đều phân biệt tự và ngữ mà sinh ra 42 mẫu tự. Tức 42 mẫu tự tiếng Phạn là căn bản của hết thảy chữ. Nhân chữ có lời, nhân lời có danh, nhân danh có nghĩa. Bồ Tát hoặc nghe chữ, nhân chữ cho đến hiểu được nghĩa nó. Chữ ấy bắt đầu là chữ A, cuối cùng là chữ đồ, và giữa có 40 chữ. Bồ Tát được tự Đà La Ni ấy, nếu nghe chữ A trong hết thảy lời, liền theo nghĩa nó là hết thảy pháp từ sơ thì, đại tướng chẳng sinh. A đề, Trung Hoa dịch là sơ, A nậu, ba đà, Trung Hoa dịch là bất sinh. Nếu nghe chữ là, liền theo nghĩa biết hết thảy pháp lìa tướng cấu uế, la xà, Trung Hoa dịch là cấu. Nếu nghe chữ ba, để biết hết thảy pháp vào trong đệ nhất nghĩa, ba là mạt đà, Trung Hoa dịch là đệ nhất nghĩa. Nếu nghe chữ giá, liền biết hết thảy các hành đều chẳng phải hành, giá lê dạ,
Trung Hoa dịch là hành. Nếu nghe chữ Na liền biết hết thảy pháp chẳng được chẳng mất, chẳng đến chẳng đi. Na, Trung Hoa dịch là bất. Nếu nghe chữ La liền biết hết thảy pháp lìa tướng khinh trọng. La cầu, Trung Hoa dịch là khinh. Nếu nghe chữ Đà liền biết hết thảy pháp tướng lành. Đà Ma, Trung Hoa dịch là thiện. Nếu nghe chữ Bà liền biết hết thảy pháp không trói không mò. Ba Đa, Trung Hoa dịch là phượng. Nếu nghe chữ Đồ liền biết hết thảy pháp tướng không nóng. Nam Thiên Trúc gọi là đồ xà năng. Trung Hoa dịch là bất nhiệt. Nếu nghe chữ xà liền biết thân người có sáu chủng tướng. Xà, Trung Hoa dịch là lục. Nếu như chữ hòa liền biết hết thảy pháp lìa tướng ngữ ngôn. Hòa ba tha, Trung Hoa dịch là ngữ ngôn. Nếu nghe chữ đa liền biết các pháp ở trong như như bất động. Đa tha, Trung Hoa dịch là như. Nếu nghe chữ dạ liền biết các pháp ở trong thời tướng bất sinh bất diệt. Dạ tha bạt, Trung Hoa dịch là thật. Nếu nghe chữ cha để biết các pháp tướng không chướng ngại. Cha ba, Trung Hoa dịch là chướng ngại. Nếu nghe chữ ca liền biết trong các pháp không có tác giả. Ca là ca, Trung Hoa dịch là tác giả. Nếu nghe chữ bà liền biết các pháp hết thảy trùng không thể có được. Tát bà, Trung Hoa dịch là nhất thiết. Nếu nghe chữ ma để biết các pháp địa ngã sở. Ma ma ca la, Trung Hoa dịch là ngã sở. Nếu nghe chữ già để biết các pháp cùng đà không thể có được. Già đà, Trung Hoa dịch là đà đáy. Nếu nghe chữ tha liền biết bốn câu như khứ không thể có được. Đa tha a già đà, Trung Hoa dịch là như khứ. Nếu nghe chữ xà liền biết các pháp sinh già không thể có được. Xà đè xà la, Trung Hoa dịch là sinh lão. Nếu nghe chữ thấp ba liền biết các pháp đều không thể có được. Như chữ thấp ba không thể có được, chữ thấp ba vô nghĩa nên không giải thích. Nếu nghe chữ đà để biết các pháp tánh không thể có được. Đà ma, Trung Hoa dịch là pháp. Nếu nghe chữ xa liền biết các pháp tướng tịch diệt. Xa ra, Trung Hoa dịch là tịch diệt. Nếu nghe chữ khư liền biết các pháp hư không không thể có được. Khư già, Trung Hoa dịch là hư không. Nếu nghe chữ xoa liền biết các pháp tướng tận diệt không thể có được. Xoa ra, Trung Hoa dịch là tận. Nếu nghe chữ sĩ liền biết biên tế các pháp được lợi gì. Ca sĩ độ cầu na, Trung Hoa dịch là việc ấy được lợi gì. Nếu nghe chữ nhã liền biết trong các pháp không có tướng trí. Nhã na, Trung Hoa dịch là trí. Nếu nghe chữ tha liền biết các pháp tướng nghĩa không thể có được. A lợi tha, Trung Hoa dịch là nghĩa. Nếu nghe chữ bà liền biết các pháp tướng không thể phá được. Bà già, Trung Hoa dịch là phá. Nếu nghe chữ xa để biết các pháp không đi đâu. Già xa đè, Trung Hoa dịch là khứ. Nếu nghe chữ thấp ma để biết các pháp kiên cố như đá kim cương. A thấp ma, Trung Hoa dịch là thạch. Nếu nghe chữ hòa để biết các pháp không có tướng âm thanh. Hòa bà dạ, Trung Hoa dịch là hoán lai, kêu lại. Nếu nghe chữ ta để biết tướng các pháp không sàn tham, không thí xả. Mạt ta la, Trung Hoa dịch là san. Nếu nghe chữ già để biết các pháp không dày không mỏng. Già na, Trung Hoa dịch là hậu dày. Nếu nghe chữ thá để biết các pháp không có chú xứ. Nam Thiên Trúc gọi là thá na, Trung Hoa dịch là xứ. Nếu nghe chữ na để biết các pháp và chúng sinh không đến không đi, không ngồi không nằm, không đứng không dậy, vì chúng sinh không pháp không. Nam Thiên Trúc gọi là na, Trung Hoa dịch là bất. Nếu nghe chữ phà để biết các pháp nhân quả không. Phà la, Trung Hoa dịch là quả. Nếu nghe chữ ca để biết năm uẩn không thể có được. Ca đại, Trung Hoa dịch là chúng uẩn. Nếu nghe chữ ta liền biết chữ ta là không. Các pháp cũng vậy. Nếu nghe chữ giá liền biết các pháp tướng không động. Giá la địa, Trung Hoa dịch là động. Nếu nghe chữ cha liền biết các pháp bờ này bờ kia không thể có được. Đa la, Trung Hoa dịch là ngạn. Nếu nghe chữ đồ để biết các pháp chắc chắn không thể có được. Ba đồ, Trung Hoa dịch là tất, chắc chắn. Ngoài chữ đồ không còn có chữ. Nếu có là chi phái của 24 chữ. Chữ này thường ở thế gian vì tương tợ tương tục. Vì vào hết thầy ngôn ngữ vô ngại. Như quốc thổ với quốc thổ bất đồng. Không có danh xưng nhất định nên nói là vô danh. Nghe xong liền tận diệt nên nói là diệt.
Các pháp ở nơi pháp tánh đều không thể có được, huống gì có chữ để nói. Các pháp vì không có ước tưởng phân biệt nên không thể chỉ bày. Chưa kiên ý nghiệp phân biệt nên có khẩu nghiệp, nhân khẩu nghiệp nên thân nghiệp viết thành chữ. Chữ là sắc pháp, hoặc mắt thấy hoặc tai nghe, chúng sinh cưỡng gọi là chữ, không có nhân duyên, vì thế nên không thể thấy, không thể viết. Các pháp thường không, như tướng hư không, huống gì chữ nói xong liền mất. Bất tự Đà La Ni ấy là cửa của các Đà La Ni. Hỏi: biết nhân duyên của môn Đà La Ni ấy có thể được vô lượng vô biên công đức, cớ sao chỉ nói 20 công đức? Đáp: Phật cũng thường nói các vô lượng vô biên công đức khác, vì sợ phế bỏ việc nói Bát Nhã Ba La Mật nên chỉ được nói 20 công đức. Người được thức niệm mạnh là Bồ Tát được Đà La Ni ấy thường quán tướng các chữ, tụ tập ức niệm nên được thức niệm mạnh. Người được tam quý là nhóm các pháp lành, chán các pháp ác nên sinh đại tam quý. Người tâm được kiên cố là nhóm các phước đức trí tuệ nên tâm được kiên cố như kim cương, cho đến dù ở trong địa ngục A Tỳ còn không thối mất vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống gì gặp các khổ khác. Người được chỉ thú của kinh là biết Phật có năm thứ phương tiện thuyết pháp nên gọi là được chỉ thú của kinh. Một là Phật biết các cách thuyết pháp, hai là Phật biết vì việc gì nên nói, ba là Phật biết vì phương tiện nên nói, bốn là Phật biết chỉ bày lý thú nên nói, năm là Phật biết vì tâm đại bi nên nói. Người được trí tuệ là Bồ Tát nhân Đà La Ni ấy phân biệt phá tán các chữ, ngôn ngữ cũng không, ngôn ngữ không nên danh cũng không, danh không nên nghĩa cũng không, được rốt ráo không, tức là Bát Nhã Ba La Mật. Được trí tuệ vui nói là đã được trí tuệ rốt ráo thanh tịnh vô ngại như vậy, vì tâm đại bi và vì bản nguyện độ chúng sinh nên vui nói không ngại. Dễ được Đà La Ni là thí như trẻ tre, mắt đầu đã trẻ thể các mắt khác đều dễ trẻ. Bồ Tát cũng như vậy, được văn tự Đà La Ni ấy tự nhiên được các Đà La Ni khác. Được tâm không nghi hối là vào trong thời tướng các pháp, tuy chưa được nhất thiết trí tuệ mà đối với trong hết thảy pháp thâm sâu không nghi hối. Được nghe thiện không mừng, nghe không giận là phân biệt mỗi mỗi các thứ không tán thán, không hủy báng, nên nghe thiện không mừng, nghe ác không giận. Được không cao không hạ là đã dứt hết yêu ghét. Được khéo léo biết ngôn ngữ chúng sinh là được tam muội biết hết thảy ngôn ngữ của chúng sinh. Được khéo léo phân biệt năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, 4 duyên, 4 đế là nghĩa năm uẩn, vân vân như trước đã nói. Được khéo léo phân biệt các chúng sinh có căn lợi độn. Được khéo biết tâm người khác, thiện nhĩ túc mạng, khéo nói có lẽ ấy, không có lẽ ấy là như trong 10 lực đã nói. Được khéo biết qua lại ngồi dậy vân vân là như đã nói trong đoạn A Bệ Bạt Trí. Được khéo léo phân biệt thời tiết ngày tháng năm là ngày từ sớm đến sớm, phần đầu phần giữa phần cuối, đêm cũng có 3 phần. Một ngày một đêm có 30 giờ, xuân phân thu phân thì 15 giờ thuộc ngày, 15 giờ thuộc đêm. Các giờ khác thì hoặc thêm hoặc bớt, đến tháng 5, ngày 18 giờ, đêm 12 giờ, đến tháng 11, đêm 18 giờ, ngày 12 giờ, một tháng hoặc có 30 ngày, hoặc có 30 ngày rưỡi, hoặc 29 ngày, hoặc 27 ngày rưỡi. Có 4 loại tháng là tháng của mặt trời, tháng của thế gian, tháng của mặt trăng, tháng của tinh tú. Tháng của mặt trời có 30 ngày rưỡi, tháng của thế gian có 30 ngày. Tháng của mặt trăng có 29 ngày, thêm 30 của 62 phần. Tháng của tinh tú là 27 ngày, thêm 21 của 69 phần. Tháng nhuận là từ giữa tháng của mặt trời và tháng của thế gian xuất ra. Ấy gọi là 13 tháng, hoặc 12 tháng, hoặc 13 tháng gọi là 1 năm. Mỗi năm có 366 ngày, giáp một vòng thì trở lại ban đầu. Bồ Tát biết từng phân giờ trong mỗi ngày, phần trước đã qua, phần sau chưa sinh, phần giữa không có ngưng trụ, không có tướng để có thể thủ đắc. Nhật phần trống không, không có gì. Khi đến ngày 30 thì 29 ngày đã diệt, làm sao hòa hợp thành tháng? Tháng không có thì làm sao hòa hợp thành năm? Vì vậy nên Phật nói pháp thế gian như huyễn như mộng chỉ là pháp dối tâm. Bồ Tát biết được ngày tháng năm hòa hợp của thế gian, biết được phá tán không có gì. Ấy gọi là khéo phân biệt. Các thứ phân biệt như vậy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Hết cuốn 4.
theo bà Thám.